Vâng, chào anh em nhé. Hôm nay cái mẫu áo gió Catilo nó lại về anh em nhé. Em lại quay lên cho anh em xem màu sắc nó chân thực nhất và nó chuẩn nhất nhé. Đấy, đây là màu xanh than anh em nhé. Cũng như cái mẫu áo màu đen thì nó em quay cho anh em đợt video đợt trước rồi. Còn đây là cái mẫu áo xanh than nhé. Gió hai lớp. Để anh em mà quan tâm biết muốn xem video áo màu đen thì anh em lót lại kênh trở lại tìm kiếm ở trên kênh nhé. Đây là màu xanh than. Đây. Nó do ánh điện nên nó không màu, cái lúc quay trực diện nó không dạng, còn đây màu chuẩn nó luôn này. Đấy. Màu xanh than. Màu rất là đẹp, cổ bo, cổ tay chun bo hết nhé. Không, cổ áo gió này gió hai lớp của Catilo, vừa rẻ vừa ngon, vừa xịn vừa ấm. Đây là cái mặt này là mặt trong nha anh em, gió hai lớp. Ok, anh em nào quan tâm thì hãy để lại bình luận và cho em một like và một đăng ký kênh để ủng hộ em. Cảm ơn anh chị em.